Của cho không bằng cách cho, cậu vàng tỏ thái độ ra mặt khi bị con sen trêu chọc. Hả? Ủa? Cây tư nhờ. Mày đùa bố mày đi à? À. Chảnh chó là có thật nha quý vị. Làm sen nhìn vậy chứ cũng có sướng sung gì đâu. Lâu lâu đuổi gió trêu boss cưng nhà mình tí mà nó lại dỗi ra mặt vậy nè. Chuyện là cậu vàng được con sen cho miếng bánh hết sức thơm ngon, mời bạn ăn nha. Nhưng trong cái cho lại có cái đùa. Mới trêu em nó có tí liền lực mặt nhanh hơn cả lực bánh tráng. Giờ miếng bánh tận mồm nhưng cậu vàng nhất quyết không ăn, vẻ mặt cùng cặp mắt sắc lẹm liếc sen kiểu. Miếng bánh đánh rơi rồi có thể nhặt lên, nhưng liêm sỉ thì mãi mãi nằm ở đó nha sen. Hả? Ủa? Cây tư nhờ. Mày đùa bố mày đi à? À. Rất dứt khoát và không một động tác thừa. Dù là chó nhưng sĩ diện thì không hề thấp đâu nha. Sơ hở cái là con sen phải hạ mình mà xin lỗi em nó ngay ấy mà. Đùa hơi quá nên cậu vàng mất vui. Ta nói của cho không bằng cách cho, quả đâu có sai. Quả trời quá đất vậy đó. Ai xem được cũng vừa vui vừa thắc mắc rằng, rồi cái sổ đỏ là đứng tên nó hay tên sen vậy không biết, chứ nhìn gia đình hơi bất ổn rồi ăn ngang. Cơ mà giận thì giận mà ăn vẫn ăn nha. Nhớ mặt tôi đã nghe sen, lần sau còn đùa vậy nữa tôi bỏ ăn luôn cho bà vừa lòng. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.